Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các anh em tham gia một chương trình để góp nhận 200 token SafiSwap của một cái sàn giao dịch phi tập trung swap nha bạn. Hiện tại trên đây là một cái ví thôi. Một cái ví SafiSwap. SafiSwap sau này nó sẽ là một cái sàn giao dịch phi tập trung nha các bạn. Nó sẽ giao dịch tương tự như là một cái sàn nè. Nó có nói này các bạn. Các bạn sàn giao dịch SFS token là bạn sắp tới SafiSwap sẽ được mua bán trên như một số sàn như là Binance, UKS, Huobi, Gobank, Kobase này các bạn. Thì hiện tại các bạn đăng ký và nhận và đi 200 token các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả của mình nha. Và khi đăng ký thì các bạn đăng ký email và mật khẩu, giờ các bạn vào mail mà các bạn lấy mã code thì bạn đăng nhập đây các bạn. Thì khi vào ví SafiSwap đây thì các bạn chưa có cái đồng coin nào trên các bạn, thì yêu cầu các bạn phải KYC, hoàn thành KYC các bạn. Đây thì hướng dẫn các bạn KYC nè. Các bạn nhấp vào một wallet cùng nè, các bạn nhấp vào tài khoản của bạn chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn bật cái Google thi để bảo vệ tài khoản của bạn tất cả các bạn, hoặc các bạn không cần cái này đi sao cũng được bạn. Các bạn bấm vào xác minh danh tính của tôi nè. Rồi đầu tiên thì họ tên, họ thì bạn ghi họ các bạn nha bạn. Ví dụ như tên Quỳnh Văn Ánh thì mình ghi Quỳnh Văn Ánh. Đây thì ngày tháng năm sinh của bạn nha bạn. KYC có ba hình thức các bạn. Chứng minh nhân dân bằng lái xe và hộ chiếu các bạn chọn chứng minh nhân dân cũng được. Rồi quốc gia Việt Nam, địa chỉ, mã bưu điện thì các bạn gọi lên Google gõ 63 tỉnh thành giúp có các bạn, gọi thành phố các bạn bấm nút tiếp tục nè. Sau khi tiếp tục bạn tải lên một giấy bức ảnh với chứng minh nhân dân mặt trước nha các bạn. Sau khi các bạn tải lên một ảnh với chứng minh nhân dân mặt trước và tải lên một ảnh với chứng minh nhân dân mặt sau các bạn lưu ý nha các bạn. Một bức ảnh không vượt quá 5 MB các bạn tải qua Zalo hoặc là tải về, hoặc các bạn dùng phần mềm giảm dung lượng ảnh lên nha các bạn. Tất nhiên và bức ảnh thứ ba các bạn ghi là yêu cầu KYC, email của tất cả các bạn nè. Ngày yêu cầu là ví dụ ngày mấy thì bạn ghi vào nha bạn. KYC cho wallet. Rồi các bạn ghi chữ ký của bạn vào và cầm một ảnh với chứng minh nhân dân các bạn tải lên nha bạn. Rồi bạn bấm nút gỡ là xong các bạn. Các bạn lưu ý các bạn, gỡ bức ảnh dưới 5 MB mới chấp nhận các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.